Chúng tôi đã thực sự nghĩ về lộ trình của các sản phẩm. Vậy liệu chúng tôi có thể hỗ trợ nền tảng Main Street mà nhóm Drift Drops đang xây dựng không? Liệu chúng tôi có thể hỗ trợ các loại thanh toán quẹt thẻ khác để thực sự nhận được đồng stablecoin đó trong tài khoản của bạn không? Vì các Dano và quẹt nó bằng sổ đăng ký để sử dụng. Đó là điều thú vị về Main Street và tôi nghĩ đó sẽ là điều mà Milan có thể làm cho một số người dùng có thể không sống ở Hoa Kỳ. Chuyện gì đang xảy ra trên Vương quốc ADA? Chào mừng đến với DAB Central. Tên tôi là Fred, và ở bên trái có Matthew Klan ở đây, thu hút được rất nhiều sự chú ý, trở thành một ngôi sao theo đúng nghĩa của anh ấy khi nói đến Milan. Matt, chào mừng bạn đến kênh. Bạn khỏe không? Cảm ơn Rich, rất vui được thảo luận với bạn. Tôi rất vui vì cả hai chúng ta đều có thể đến được đây. Đây là một sự kiện tuyệt vời. Cảm ơn tới các Dano Foundation vì đã mang đến một buổi trình diễn tuyệt vời. Vâng, tôi không thể đồng ý hơn. Đây là summit các Dano đầu tiên của tôi, và chất lượng, con người, mạng lưới đều thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ có điều tuyệt vời nhất sắp diễn ra. Tuy nhiên, vào cuối đêm nay, đó sẽ là gala trao giải hoặc buổi dạ tiệc. Và tôi rất vui mừng vì điều đó. Đêm qua chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ ở sa mạc. Internet đã nắm bắt được các Dano đang cháy đó và chỉ dán nó lên khắp nơi. Và tôi đã thảo luận với một trong những người tổ chức ngày hôm nay và anh ấy nói rằng sự kiện tối mai sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi nóng lòng muốn xem những gì trong cửa hàng. Hôm qua tôi cảm thấy hơi FOMO khi thấy mình không có mặt ở đó. Và tôi chắc chắn sẽ đảm bảo không bỏ lỡ sự kiện cụ thể đó bất cứ khi nào họ tái diễn. Dù sao thì, hãy chuyển sang Milan. Ồ, cảm ơn những ai chưa nghe nói về Milan. Bạn có phiền nếu giới thiệu nhanh Milan là gì không? Và Milan đang tung ra USDN. Đây sẽ là một loại tiền pháp định. Đồng stablecoin được hỗ trợ dành riêng cho các Dano. Token được hỗ trợ bằng tiền pháp định 1-1. Chúng tôi có nguồn dự trữ minh bạch. Chúng tôi đã làm việc với Charlie Ba để cấp cho họ quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Và họ có quyền truy cập API đọc vào tài khoản ngân hàng nơi họ lấy giá trị của khoản dự trữ, xuất bản nó on-chain. Sau đó, chúng tôi có các hợp đồng thông minh lấy giá trị đó và kết hợp nó vào chính sách tiền tệ của token để chúng tôi không bao giờ có thể đúc được nhiều USDM hơn số tiền dự trữ được xác minh của bên thứ ba. Và nó sẽ là một đồng stablecoin minh bạch thực sự 1-1, được hỗ trợ bằng tiền pháp định, có thể quy đổi bằng tiền pháp định trực tiếp trên các Dano. Chúng tôi sẽ ra mắt tại Hoa Kỳ trước tiên. Chúng tôi đã được chấp thuận triển khai ở 13 tiểu bang. Chúng tôi đang làm việc để có được những thứ khác, cần có lộ trình để có được những thứ đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ ra mắt trên mạng chính vào ngày 19 tháng 12. Hiện tại, bản pre-product đã sẵn sàng. Phía blockchain vẫn đang được kiểm toán. Chúng tôi yêu cầu Sundar Swap thực hiện kiểm tra các hợp đồng thông minh của mình, và chúng sẽ được tích hợp ngay khi sẵn sàng trên phiên bản pre-product của các Dano để mọi người thực sự có thể có được trải nghiệm chuỗi đầy đủ sau khi hoàn thành. Và các bạn được hỗ trợ bởi tiền pháp định. Bạn có phiền khi đề cập đến lợi ích của việc dự trữ tiền mặt thực tế so với một đồng stablecoin theo thuật toán hoặc một đồng stablecoin tổng hợp không? Vậy, thuật toán, tổng hợp, tài sản bắc cầu, nếu bạn thực sự muốn biến chúng thành đô la, bạn phải trải qua nhiều bước trung gian. Với Milan, điều chúng tôi sẽ làm là, nếu bạn muốn lấy lại đô la cho token, nếu bạn ở một trong những tiểu bang mà chúng tôi đang hoạt động thì bạn có thể đến gặp tôi và thiết lập một tài khoản KYC, gửi USDM cho chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ gửi đô la thẳng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Giao dịch khá đơn giản. Chúng tôi dự kiến sẽ gửi điện trong cùng ngày hoặc chuyển khoản trong cùng ngày. Vì vậy, các cá nhân sẽ không nhất thiết phải đợi rất lâu để nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng của họ. Đã hiểu rồi. Bây giờ, trước đó bạn đã đề cập đến ngày ra mắt Mainnet vào ngày 19 tháng 12. Đó là một tin tức khá quan trọng tại Summit các Dano. Bạn có phiền khi tìm hiểu xem những tiểu bang nào hiện đang được phê duyệt và kế hoạch liên quan đến vấn đề này là gì không? Lần triển khai đầu tiên sẽ là triển khai tăng dần, trong đó bất kỳ ai cũng có thể đúc tiền trong các trạng thái được phê duyệt đó hay là một vài trạng thái vào ngày hôm đó và sau đó có thể sẽ mở ra khi thời gian trôi qua. Đó sẽ là tất cả những trạng thái đó và tất cả những người ở một trong 13 tiểu bang đó. Và tôi không biết liệu tôi có thể kể tên hết hay không, nhưng họ là California, Colorado nắng ấm, Wyoming, Wisconsin, Pennsylvania, Massachusetts, Utah, có thể là những thứ đó vẫn đang chờ xử lý, nhưng chúng tôi có toàn bộ danh sách chúng sẽ có sẵn. Và những cái lớn và những cái quan trọng, những cái có rất nhiều người và cũng là nơi có rất nhiều thành viên cộng đồng các Dano. Và chúng tôi rất vui vì có thể làm việc với các cơ quan quản lý trạng thái ở đó. Một điểm khác của việc được hỗ trợ bằng tiền pháp định là bạn phải trải qua quy trình quản lý. Nhưng điều đó cho phép bạn làm được rất nhiều việc với đồng stablecoin và bạn có thể đi qua hệ thống ngân hàng chính thức và bạn có thể đi thông qua các hệ thống tài chính chính thức và được tích hợp chặt chẽ vào các khuôn khổ đó. Khi thực hiện quá trình này, chúng tôi đã có thể thực sự nghĩ về lộ trình của sản phẩm.
và liệu chúng tôi có thể hỗ trợ nền tảng Main Street mà nhóm DriftDrops đang xây dựng không? Chúng tôi có thể hỗ trợ các loại thanh toán quẹt thẻ khác để thực sự nhận được đồng stablecoin có trong ví các Dano của bạn và quẹt nó bằng sổ đăng ký để sử dụng không? Đó là điều thú vị về Main Street và tôi nghĩ đó sẽ là điều mà Milan có thể làm cho một số người dùng có thể không sống ở Hoa Kỳ. Tôi có một câu hỏi tiếp theo nhanh về một số tiểu bang sắp triển khai. Xin chúc mừng bạn. Tôi nghĩ bạn nằm trong khoảng 80-90% trong số đó. Và thật tuyệt khi nghe điều đó cái đó. Bây giờ, tôi thấy đang chờ xử lý bao gồm Florida, Connecticut, Illinois, Indiana, New Hampshire, Rhode Island. Chính xác thì họ đang chờ xử lý cái gì? Họ đang chờ đợi cái gì vậy? Chà, mỗi tiểu bang có cách riêng để xử lý crypto và cách điều chỉnh loại hoạt động này. Một số tiểu bang cách đây nhiều năm đã ứng dụng luật ATM Bitcoin, miễn cho một số loại crypto khỏi đăng ký làm hệ thống thanh toán tiền. Một số bang trong số đó miễn hoàn toàn khỏi quy định về crypto. California cho đến năm sau, cho đến năm 2025, sẽ miễn trừ mọi loại quy định và sau đó chúng tôi có thể hoạt động ở California. Chúng tôi đã hợp tác với Cục Bảo vệ Người tiêu dùng California và họ sẽ cho phép chúng tôi đúc và đốt USDM, vận hành ở California và chúng tôi có các loại quy định tương tự ở các tiểu bang khác nhau. Và nó một phần dựa trên vị trí của cộng đồng nhưng một phần dựa trên cách các bang khác nhau đối xử với crypto. Và nếu bạn muốn sắp xếp thứ tự các tiểu bang thân thiện với crypto nhất trong liên minh thì đây chính là chúng. Hiểu rồi. Đủ công bằng. Bây giờ, chúng ta đã đề cập đến các trạng thái trong thời gian triển khai và ngày mạng chính. Có lẽ chúng ta hãy nói về một số dự án mà các bạn đang làm việc để được tích hợp vào, phải không? Có dự án nổi bật nào mà các bạn hiện đang muốn tích hợp vào, chẳng hạn như nền tảng cho vay và vay như Liquid Finance không? Từ giờ đến khi ra mắt, chúng tôi muốn đưa vào một loại hình tăng cường truyền thông, công bố những dấu hiệu hợp tác này, và tôi không muốn lộ diện trước mặt bất kỳ đối tác nào của chúng ta. Nhưng hãy yên tâm rằng chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt với mọi giao thức để phi trên các Dano và nếu chúng tôi chưa có nếu có lẽ tôi bỏ sót ai đó. Thì chúng tôi cũng tích cực tương tác với những người đó, và chúng tôi đang cố gắng hãy là cộng đồng trên hết. Chúng tôi đang cố gắng chúng tôi thuộc về cộng đồng, xây dựng cho các Dano và chúng tôi muốn đó là trọng tâm chính của mình, và chúng tôi đã làm việc với tất cả họ. Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận tốt với AXO, chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận thú vị với Manswap, chúng tôi đã có được sự tương tác tuyệt vời từ các DEX khác nhau. Ngoài ra, bất kỳ giao thức cho vay và vay nào trong số này, Optim sẽ hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi có một vài giao thức khác ngoài đó, và vì vậy chúng sẽ chỉ nhỏ giọt một số thông báo khi chúng đi qua. Và từ nay đến ngày 19 tháng 12, có các giao thức khác nhau dự kiến sẽ sử dụng USDM. Tôi rất vui khi nghe điều đó và tôi rất mong chờ những thông báo đó vì họ tung ra. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn thêm hai câu nữa khi chúng ta chuẩn bị kết thúc cuộc phỏng vấn này. Câu hỏi tiếp theo sẽ là những thách thức và rào cản xung quanh. Rõ ràng, tôi nghĩ các quy định là một trong số đó, nhưng còn điều gì khác có nhóm ma hèn thực sự đang phải đối mặt và các bạn có thể vượt qua rất nhiều trở ngại trong quá trình này không? Chà, trở ngại thực sự là ở vấn đề đào tạo. Và tôi đã có kiến thức nền tảng về tài chính truyền thống được 15 năm. Tôi đã làm việc trong ngành đó một thời gian rất dài và vì vậy tôi hiểu cách nói những điều trong những thuật ngữ mà họ sẽ hiểu để làm cho nó ít phức tạp hơn. Tôi nghĩ nếu ai đó đã làm việc trong lĩnh vực blockchain một thời gian, bạn hãy cố gắng giải thích điều đó với những người bạn không biết về crypto của mình. Bạn có thể sẽ có thời gian tốt hơn một chút để giải thích các khái niệm cho những người bạn đã từng làm việc với hoặc với những người mà bạn có cùng sở thích. Và bất cứ khi nào tôi cố gắng giải thích mọi thứ với những người bạn làm ngân hàng tiền pháp định hoặc các cơ quan quản lý hoặc đối tác ngân hàng hoặc đối tác xử lý thanh toán, chúng tôi có thể có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn về USDM là gì, nó như thế nào hoạt động và diễn ra như thế nào. Và điều đó rất tốt để làm. Điều khác là, bất cứ khi nào họ có thắc mắc hoặc quan ngại, cộng đồng luôn hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi cần thứ gì đó để đo lường rủi ro on-chain của một số ví nhất định và nên chúng tôi đã tìm kiếm trong cộng đồng và tìm thấy Zenbot Earth, phải không? Rất là một đối tác tuyệt vời đối với chúng tôi. Họ đang làm việc rất tốt. Họ có các giao thức đánh giá rủi ro nhưng họ cũng có công nghệ truy tìm token tuyệt vời. Và khi các nhà quản lý hỏi, làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng token bạn đang đổi lấy tiền mặt không đến từ một nguồn bất hợp pháp? Họ nói, chà, chúng tôi đang làm việc với Zenbot Earth để theo dõi và truy tìm tất cả các ví bất hợp pháp và đảm bảo rằng những USDM này được tách biệt khỏi những ví có thể được đổi.
và chúng tôi có sẵn các quy trình rất tốt mà cộng đồng đã thực sự giúp chúng tôi thực hiện. Và tôi biết ơn mọi người ở Cardano. Sự tích hợp của Charlie 3 thật tuyệt vời. Họ đang làm rất tốt với các API ngân hàng và khi tài khoản ngân hàng thay đổi, họ sẽ thay đổi API và họ cũng đã làm rất tốt điều đó. Và tôi biết ơn về tất cả những gì họ đã làm và việc vượt qua những trở ngại đó thực sự mang lại công lao cho cộng đồng. Nhận được nguồn tài trợ Catalyst, chúng tôi rất biết ơn nguồn tài trợ Catalyst. Rất nhiều tiền quỹ đầu tư mạo hiểm không muốn đến rất nhiều tiền của quỹ đầu tư mạo hiểm không muốn chạm vào các công ty Hoa Kỳ, không muốn chạm vào các công ty được quản lý của Hoa Kỳ, và vì vậy việc huy động tiền mặt là một trở ngại khó khăn đối với chúng tôi. Và một lần nữa, cộng đồng cung cấp. Và thực sự, rất nhiều lời cảm ơn đến cộng đồng. Trước hết, xin chúc mừng bạn đã nhận được tài trợ thông qua Catalyst. Tôi nghĩ đó chắc chắn là điều không cần bàn cãi đối với bản thân mình. Tôi nghĩ lượng thanh khoản và số lượng trường hợp sử dụng mà một đồng stablecoin mang lại, đặc biệt là ngay bây giờ ở Cardano, nơi chúng tôi chỉ có một vài trường hợp, tôi nghĩ thực sự có ý nghĩa. Và đối với tôi, việc thấy rằng điều này sẽ thuộc về một đội ngũ chăm chỉ và xứng đáng hơn cả là điều hoàn toàn có ý nghĩa. Bây giờ, theo quan điểm của bạn về việc đào tạo là một trở ngại, tôi nghĩ rằng một điều mà tôi muốn thấy nhiều giao thức thực hiện là đưa ra nhiều nội dung đào tạo hơn. Và tôi muốn xem liệu các bạn có tiếp tục thực hiện hay không cũng trên con đường đó. Đưa ra nội dung để có thể nói đào tạo mọi người về cách đúc, cách tham gia, cách xuất xưởng, cách sử dụng đồng stablecoin của họ và sau đó về cơ bản là cách sử dụng mọi thứ mà họ sắp có truy cập bằng Mahen. Vậy, các bạn có nghĩ đến bất kỳ điều gì trong số đó không? Đưa ra nội dung đào tạo chính thức từ Mahen về cách sử dụng Mahen và về mọi thứ mà nó cung cấp. Nó có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi thực sự chưa nghĩ ra. Nhưng nếu tôi có động đến tiếp thị thì đó là một thảm họa. Vì vậy tôi sẽ giao việc đó cho nhóm tiếp thị làm tốt công việc đó. Và tôi sẽ nói với họ rằng, chúng tôi chắc chắn cần có một số tài liệu đào tạo, chắc chắn có một số hướng dẫn dễ sử dụng, nội dung video, những thứ tương tự. Chắc chắn, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt. Bây giờ, khi chúng tôi hiểu được sẵn sàng kết thúc chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một điều cuối cùng, và đó sẽ là những gì xảy ra sau mạng chính. Khi Mahen sử dụng Cardano, mục tiêu tiếp theo là gì và mục tiêu tiếp theo là gì? Chà, theo lộ trình ra mắt mà chúng tôi rất tự tin, chúng tôi sẽ bắt đầu được chấp thuận ở các trạng thái khác nhau trong đợt 1, đợt 2, đợt 3. Một phần trong số đó cũng sẽ là crypto của châu Âu, giấy phép và giấy phép dịch vụ thanh toán Singapore. Giấy phép Singapore rất thú vị. Chúng tôi mong đợi rằng để tiếp cận khu vực APAC và phục vụ các cá nhân từ cộng đồng APAC ở Trung Đông và châu Phi, chúng tôi sẽ cần giấy phép tổ chức thanh toán Singapore. Nhưng sau khi đến Dubai và hiểu chế độ quản lý ở Dubai cũng như cách UAE tích hợp vào các hệ thống khác, thực sự, Dubai đang trở thành trung tâm fintech cho Trung Đông, châu Phi và châu Á, và đây sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Và chúng tôi cũng đang xem xét cấp phép ở Dubai. Tôi rất biết ơn các Cardano Foundation vì đã quyết định tổ chức sự kiện này ở đây, mặc dù đến đây hơi tốn kém. Tôi nghĩ thật đáng giá khi có thể để thảo luận với đúng người. Đó chắc chắn là chuyến đi đáng giá đối với bản thân chắc chắn sẽ đặt mục tiêu tham gia Summit Cardano vào năm tới. Nhưng từ những gì bạn vừa đề cập, có vẻ như chúng ta có thể nhận được USDM ở đâu đó quanh đây trong khu vực Dubai. Một lần nữa, không phải ngay lập tức, nhưng hy vọng trong tương lai, tôi nghĩ nó sẽ giống như một vở kịch vào cuối năm 2024. Tôi nghĩ rằng nhiều quy định của châu Âu vẫn chưa được ban hành. Mặc dù đã thông qua một số quy định, nhưng các quy tắc thực tế về stablecoin vẫn chưa được viết cho châu Âu. Và ý tưởng thành lập một công ty ở châu Âu, bố trí nhân sự ở đó và nhận được giấy phép crypto trước khi các quy định được hoàn thành là một điều hơi khó khăn. Và chúng tôi đang hướng tới châu Âu và Vương quốc Anh vào cuối năm 2024, và sau đó là thứ gì đó dành cho châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi. Chúng tôi đã hợp tác ở Dubai với các đối tác giữ giấy phép có thể đẩy nhanh lộ trình đó và vì vậy chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể thu được một số thành quả ở đó. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng, chúng ta muốn có giấy phép của riêng mình ở những nơi khác nhau. Bất cứ khi nào bạn quyết định sử dụng đơn vị được quản lý của người khác cho các hoạt động của riêng mình, đôi khi các cơ quan quản lý gặp vấn đề với điều đó. Điều đã xảy ra với một ngân hàng đã cố gắng ra mắt trên Cardano. Điều đó đã xảy ra với một đồng stablecoin đã cố gắng ra mắt trên Cardano. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta càng kiểm soát được bộ máy điều tiết của mình thì chúng ta càng kiểm soát được số phận của chính mình. Và đó là nơi chúng tôi đang hướng tới, thực sự là để giữ nó cho riêng mình và hiểu rằng chúng tôi cần phải thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý. Chúng ta cần đảm bảo rằng họ hiểu chính xác những gì chúng ta đang làm và cách chúng ta đang làm. Và có thể các đối tác được cho phép để bao phủ phần còn lại của thế giới. Nhưng có lẽ vào thời điểm này năm sau,
chúng ta sẽ nói đến việc chúng tôi mới ra mắt ở khu vực này, khu vực kia. Như tôi đã nói, Mahen đã tạo nên tên tuổi cho chính mình. Tôi nhớ đã thảo luận với bạn và Steve Fisher một năm trước, và các bạn đã thực sự cố gắng đưa tên tuổi của mình đến với cộng đồng. Và tôi cảm thấy như tại thời điểm này, mọi người đang tìm kiếm các bạn. Và khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc việc này, nếu tôi là một dự án hoặc là một thành viên cộng đồng các Dano bình thường muốn liên lạc với Mahen hoặc muốn tích hợp Mahen, tôi có thể làm điều đó như thế nào? Cha, tôi luôn cởi mở với Twitter đối với các DM. Tôi nghĩ tôi là Matthew Mạn trên Twitter, Discord là Discord, GG Milan, và Mi là trang web. Và đó thực sự là những nơi tốt nhất để có được Hãy giữ chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta lại có Matt Blowman ở đây cùng với nhóm Mahen. Mang đồng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định đầu tiên đến các Dano. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho anh ấy, vui lòng để lại những câu hỏi đó bên dưới trong phần bình luận. Nếu các bạn thích video hôm nay, hãy nhớ nhấn nốt thích đó. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ làm như vậy. Một lần nữa, Matt, tôi muốn cảm ơn các bạn đã tham gia cùng tôi ở đây ngày hôm nay. Và tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những thông tin cập nhật xung quanh Mahen. Cảm ơn bạn, FRE. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Fimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.